Chào các bác, nay em nhận một cái đồng hồ này, đồng hồ nữ đó, nhưng mà nó lại có một cái đặc điểm là nó mất hết ốc rồi các bác. Đấy, mất ba con ốc rồi. Đấy, và một con ốc này chỉ còn mỗi con duy nhất thôi. Đấy, đồng hồ này khá là đẹp đúng không ạ? Vậy thì khách yêu cầu là thay ba con ốc này cho họ. Vậy thì em sẽ dùng cái tô vít ra, trước tiên em sẽ dùng cái tô vít ra. Em tháo con ốc này ra đã. Đó, để tìm cái tô vít vặn vừa nhé các bác nhé. Đó, này, vặn nới. Đó, thì cái này ấy, nó lại ở mặt mặt trên này các bác. Đó, thì mình sẽ phải lựa. Có cái khe. Đó, thì mình sẽ lựa để mình tháo con ốc này ra. Thì con ốc này không có gen. À, có gen nhưng mà em thấy là hình như là nhờn hết gen rồi hay sao. Hay là ngắn quá em không rõ nữa. Đó. Đó. Rồi. Không 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 thấy con ốc lên. À, nhưng mà máy vẫn ra này các bác. À, máy vẫn ra nhá. Đó. Bác nào cần thì liên hệ với em thì các bác vào Zalo nhé. Phía trên Zalo chứ tìm kiếm các bác đánh số điện thoại của em vào 0977362814 là ra Zalo của em. Này, các bác nhắn tin nhé, các bác đừng gọi ạ. À, đúng rồi, con ốc này này các bác nhìn này. Con ốc này ốc ngắn này và con ốc này hình như không phải của nó. Nên là đó. Đúng rồi, chính xác luôn. Nó có một cái gioăng này các bác. Cái gioăng này để chống nước đấy. Chịu nước này thì cũng góp ý luôn các bác là các bác đừng nên mua những cái dòng như này thì đấy mất con ốc cũng hiếm cơ, mà loại này mua không phải là rẻ đâu các bác nhé. Đó. Đó. Và đó, con ốc này ngắn và em đã tìm được con ốc để thay đó, con ốc, ốc ốc kính, ốc để lắp ve kính ấy các bác. Đấy, nó to hơn này. À, nó dài hơn. Đó, để lắp lắp cho khách. Đó. Và cái đồng hồ này em nhìn thấy có một cái đặc điểm, các bác phát hiện ra điểm gì không? À, cái viên pin của nó này các bác. Đây. Cái viên pin của nó bị bung rồi này. Đúng không ạ? Đấy, vậy thì em sẽ khắc phục luôn cái viên pin này bung cho khách nhé. Đó. Bằng cách chỉ cần đẩy nó vào một tí là nó sẽ giữ được thôi các bác. Rất đơn giản đấy. Đó. Đấy, thế là ok rồi đấy ạ. Bây giờ em lắp pin và đảm bảo với các bác không bị bung như thế nữa. Đó. Đó, ok rồi, này các bác nhìn thấy bằng luôn này, này. Đó, đó. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp lắp máy vào. Được không? Đồng hồ này chỉ có 2 kim thôi. À, em sẽ lắp vào. Đó, nó có cái rãnh này các bác này. Cái rãnh này sẽ tương ứng với lại cái phần máy của nó này. Đó. Mình lắp một khéo một tí là được. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp con ốc vào nhá. Con ốc này không phải của nó đâu, con ốc này ốc ốc ở ve kính ấy các bác. Ốc ve kính, cái kính đeo mắt ấy. Đó. À, cái này thì lựa lựa vào. Và đặc biệt là khi con ốc này nó dài đấy thì em cắt nó đi rồi thì cái đầu này mình phải mài đi. Đó, mài đi một tí. Có thể là con ốc này em mài nó chưa 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 hết hết gen. Đó. Đó, rồi sẽ lắp tiếp hai con ốc nữa. Và hai bên. Để tạm bên đây để mình bắt cho nó chuẩn. Cái ốc này bị nhờn gen này, riêng chỗ này bị nhờn gen này. Cảm giác ở tay em vặn em biết. Đó. Ok. Đó, rồi bạn tiếp bên này. Con này bị nhờn gen mất rồi. Đó. Đấy, là em đã thay cho khách ba con ốc. Đó, thì khắc phục được. Đó. Khá đẹp đúng không? Rồi, chào các bác.